Tôi là Sói Tuyết đây. Và hôm nay tôi sẽ mở hộp và trên tay nhé cho anh em một sản phẩm. Một sản phẩm mà những người mà đã tìm hiểu về chiến tranh thế giới thứ hai hay là những gì liên quan đến cô Đức Đức thì sẽ rất là thích. Úi trẻ, đó là cây Loser P08. Mình sẽ nói qua một chút về em nó. Thực ra cây này nó mang tính lịch sử và là những người sưu tầm là nhiều. Nó, nếu những ai mà đã tìm hiểu thì các bạn sẽ biết rằng khi tất cả những người lính Liên Xô hay là những người lính ở Mỹ mà khi mà đánh nhau quân Đức ấy, mà ai mà cầm được một cây này là một chiến lợi phẩm mà phải nói là quá vinh dự. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có các tướng tá cấp cao thì họ được sử dụng cây Luger. Thế nên là cảm giác như là một chiến lợi phẩm mà nó mang tính giống kiểu mình chơi game ấy, mình chiến được boss ấy. Đấy. Ok, chúng ta nói qua một chút về cái hộp này. Đây, nó có chế độ semi auto, nghĩa bắn từng viên một đấy. Có ga blowback. Rồi. Em bản hôm nay mình trên tay là bản S, bản bản 4 inch, có nghĩa là chiều dài 4 inch, kích thước của nó là 219 mm, chiều dài 219 mm. Trọng lượng là 830 g và băng đạn chứa được 15 viên. Ngoài ra nó có bản 6 inch và bản 8 inch. Mình sẽ không nói nhiều về các cái hiệu suất FPS. Thì cái FPS con này nó cũng được hơn 300 FPS, tầm 320 chứ không phải là tệ đâu. Nhưng mà nói thật là những người mà đã yêu thích và hâm mộ và mua em nó về thì chủ yếu vẫn là mang tính chất lịch sử. Thôi không trông dài đâu, mà hộp cho nhanh. Ồ, đầu tiên là chúng ta có các cái lục đăng, chắc là nên quan sửa. Thì cây này mình cũng trước đây mình cầm một lần, và đây là một lần mình được cầm lâu hơn và mình trải nghiệm nhiều hơn. Thế thôi, chả có giấy cứ có sách dẫn ở dưới. Đây, nó khác bọt với những cái khác nên mình sẽ phải show cho anh em sách hướng dẫn sử dụng. Hai chị ơi, on off rồi, chế độ set này, chế độ on này, đấy, quá tuyệt vời, quá là lạ lắm. Rồi, ok. Rồi, phải thôi, không nhiều. Chúng ta có một cái băng đạn nhà sản xuất vào 12 viên. Ồ, các bạn thấy không? Cái van xả ấy. Cái van xả nhìn nó cũng xíu xíu bé. Cái băng đạn nó rất là khác với những cái băng đạn khác. Này, cái chỗ này để cầm kéo ra. Van nạp ga. Tí mình sẽ bắt test các bạn. Ok, và đây là em nó Loser P08 bản 4 inch. Không biết nói gì đây. Một cái gì đó rất là lạ. Một sự lạ. Một sự gì đó khá là lịch sử. Không biết bắt đầu nói đâu. Thôi bắt đầu từ cái nòng ấy, các bạn thấy nòng nhìn nó hay không? Nó cảm giác thiết kế rất tối giản, nó không phải có cái gì đó rườm rà. Cái outer cái nòng là cái nòng thôi, và đây nhìn ở trong vòng đồng mình thấy có cả gen này, không biết có nắp được silencer không mà mình chưa biết. Chế độ khóa safe, không bóp được cỏ. On fire, bóp được. Nhìn cái cỏ phần cỏ nó khá là kỳ lạ. Nó là một cái hình bán nguyệt à, giống như hình tròn khoét. Mình không biết nói là thế nào nhưng mà nó rất là khác với tất cả những cái cây súng khác mà mình đều biết. Rồi, và cái cỏ khác à, cái nút thay đạn thì mình thấy rất hay,
cũng giống như mấy cái dòng bình thường thôi, không có gì thay thay đổi. Và đây là một cây súng lạ, một cây súng cổ, một cây súng của những năm Thế chiến thứ hai, rất ít người biết tới và mình cũng rất ít được trên tay. Mình chỉ có một lần, thú thật là mình bắn lần và đây là lần thứ hai mình được cầm. Thế là nó rất là mới với mình, mới lạ với mình. Thì đây hóa ra đây là cái chốt, khi mình chốt này mình gạt xuống thì mình tháo cái này ra thì kéo slide ra. Đấy. Ok thôi, mình cứ nói qua trước nhỉ. Đầu tiên chúng ta có một cái chiều dài của súng là 4 inch, tương tầm 20 cm. Thứ hai là cái outer, là cái chế độ lên đạn thì kéo như này, khá là vui. Các bạn thấy lạ thì bóp cỏ nó đẩy cái này ra thì mà nhả cái chốt để cho cái slide nó và khóa. Hai bên như tôi có hai cái này để kéo này, kéo lên đạn này. Đó. Các bạn thấy không? Khi bóc cỏ nó sẽ nhả cái chốt ở đây thì cái slide nó sẽ đập lên. Slide đập lên thì lúc đấy nó mới bổ vào van xạ của cái băng đạn nhé. Chứ không giống như một số các cái cây khác thì nó việc mà mình bóp nó sẽ việc bóp cò thì nghĩa là bấm vào đây luôn, nhưng mà không, bấm vào cái van xả luôn. Nhưng mà đây thì bóp cò nghĩa là cái slide nó chạy nó mới đập vào búa đập vào đây thì mới xả ra. Ok, để mình sẽ đưa gần để anh em xem. Và khi hết đạn nó sẽ như thế này. Các bạn thấy có funny không? Vui vẻ không? Hay chứ? Các bạn nhìn rõ không? Đây. Rồi bây giờ mình sẽ nạp ga và PB mình sẽ bắn test. Rồi, ra nạp ga. Thử sử dụng cây ga, rút ra cho máu. Các bạn nạp ga như thế nhỉ? Đây, vuông góc. Thường thì chúng ta sẽ nạp cây tầm 20 giây hoặc 15 giây. Các bạn có thể từ 1 đến 15 hoặc 1 đến 20, cẩn trọng thôi. Rồi sau đó các bạn sẽ đẩy. Nó sẽ đẩy thôi. Nào, kéo xuống nào, nhét đi ở đây. Ừ, đó, thú vị. Các bạn nên nhớ là BB mà rơi xuống đất bắn ấy, hoặc là mình đã bắn ở ngoài nòng ấy, thì chúng ta sẽ bắt xuống BB đi, không dừng lại đâu. Tại vì giờ BB bắn hoặc BB méo, nó sẽ dẫn đến tình trạng là súng của bạn bị kẹt. Kẹt lại. Made in Taiwan, Wi là một hãng sản xuất của Đài Loan. Rồi, cho vào. Ok, có đạn thì lại kéo rất dễ. Các bạn thấy không? Các bạn nếu vậy không có đạn thì mình sẽ như vậy thử nhá. À, có một viên BB ở trong rồi này. À, cho đạn vào. Đấy, có đạn nó cho rất dễ. À, chúng ta bắn. Úi trời, các bạn thấy không? Bạn thấy nó hoạt động không? Đây, mình sẽ nghiêng bắn cho các bạn thấy. Bắn rất là tốt nhé, không phải tệ đâu. Mình nghĩ đang là một cây súng lịch sử, người ta sẽ sử dụng một mục đích lịch sử, nhưng mà nó bắn khá là ok, vẫn có thể đi họp được bình thường. Thức ngắm này. Các bạn thấy cái băng đạn này có cái chỗ này. Các bạn chỗ này rút thì rất là tiện. Rút ra, rất tiện. À, mình sẽ bắn nốt. Rồi, hết đạn. Trọng lượng nó chỉ có 800g nên rất là nhẹ. Chiu. Rồi. Về nhận xét thì mình chỉ nhận xét đây là một khẩu súng lạ và nó mang tính lịch sử. Còn chuyện là xấu đẹp hay gì đó thì mình cũng không dám nhận xét, thì mỗi người một quan điểm. Còn theo như mình thì mình
mình hiểu khi mình đã tìm hiểu về về nó, về cái súng này RUGP08 ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ mua một cây và mình sẽ sưu tầm. Tại sao chứ, tại sao lại không? Và có thể mình sẽ thay cái ốp này bằng bằng gỗ, tại vì ốp này thực sự hơi ọp ẹp, không thực sự ok lắm đâu. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.